Nhà này không cần cậu giúp. Tại sao lại như vậy thưa cha? Con vẫn là chồng cô ấy mà. Đừng có hòng miễn mạng tới đây nữa. Tôi thề là tôi sẽ giết cậu. Adam, Dana, nó đang khóc trong đó, nó muốn tìm David. Không lẽ là em muốn anh phải quỳ xuống thì em mới vừa lòng hay sao? Thật sự con không xứng đáng đâu thưa cha. Con và mẹ cần phải rời khỏi đây thôi. Tôi không muốn nỗ lực của mình vì Dana lại bị cậu đạp đổ. Mẹ, đừng có gọi tôi là mẹ, bởi vì cậu vốn dĩ không phải con của tôi. Con đã phạm phải rất nhiều sai lầm, xin hãy giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, giúp con dứt ra khỏi tình yêu ngang trái này và hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho con. Cô đã phá hoại gia đình mà cha của cô đã cố hết sức bảo vệ. Vì con gái mình, tôi sẵn sàng san bằng cả địa ngục và Adam sẽ không bảo vệ cô hoài được đâu. Anh xin em à, hãy tiếp tục điều trị được không Dana? Em muốn được nhìn thấy con của em. Trả con lại cho em đi. Con đã phạm sai lầm và con cần phải sửa chữa nó. Con hoàn toàn đi quá giới hạn rồi. Con thực sự sai rồi mẹ à. Chị à, đâu rồi? Con đã tỉnh lại mấy tháng nay rồi, tại sao chưa lần nào gặp em ấy? Cả nhà cũng không thấy mấy. Em ấy có biết con đã tỉnh lại chưa? Cho con số điện thoại đi. Mẹ không có số của nó. Tôi có nhà máy ở phía bắc Singapore và tôi cần người tới đó để giám sát toàn bộ quá trình sản xuất. Cô có sẵn sàng nhận việc này hay không? Được, tất nhiên. 2 tuần nữa là bắt đầu. Mẹ đã nói cho em biết sự thật. Em đã biết tất cả mọi chuyện, biết lý do tại sao cha từ mặt Chia. Ý của em là gì? Lý do mà cha từ mặt Chia là bởi vì em ấy đột nhiên nghỉ việc ở công ty nhà mình đó. Chịu nổi không? Trong lúc mà em đang nguy kịch như vậy, Chia lúc nào cũng chọn sai thời điểm hết. Đúng là ngốc nghếch. Anh nghĩ coi, tại sao em ấy lại quyết liệt ra đi như vậy chứ? Còn anh thì sao David? Anh nói cho em biết đi. Trong lúc mà em hôn mê, anh đã làm gì vậy? Luôn chăm sóc cho em. Chăm sóc cho em từng ngày. Thậm chí là bên em từng giờ. Thiệt hả? Anh có khóc không? Có chứ. Nhất là những ngày đầu tiên, anh còn tưởng là mình sắp chết theo em rồi. Anh David, em yêu, em yêu, em yêu à, em yêu. Anh sao vậy? Anh nói đi, có điều gì không ổn sao? Hay là anh đã không còn yêu em nữa? Không phải là như vậy đâu em. Anh sợ là bệnh của em sẽ tái phát. Nếu anh đã sợ như vậy thì em có nên lo lắng không? Bác sĩ đã cho phép mình rồi mà. Nhưng sao em thấy anh có vẻ như không còn hứng thú với em nữa vậy? Anh nói đi David. Lúc em hôn mê, anh đã ngủ với ai khác đúng không? Anh đang lừa dối em có phải không? Hay là anh đã ngoại tình? Ngoại tình gì? Là ngoại tình đó. Em đang nhắc tới mối quan hệ bất chính. Có phải là anh đã có tình nhân ở bên ngoài rồi không? Thành thật trả lời em đi David. Anh trả lời em đi David, trả lời đi. Có phải như vậy không? Dana, mẹ đã tải về mấy vài cái. Mẹ ơi. Ờ. Lần sau mẹ làm ơn nhớ gõ cửa đó. Ờ có mà, mẹ xin lỗi. Lần sau con cũng nên khóa cửa. Sao bác sĩ lại cho phép chúng quan hệ như vậy chứ? Lẽ ra phải kêu tụi nó bây giờ nên hạn chế. David nó cũng thiệt tình. Sao nó lại vội vàng như vậy? Không đợi con bé hồi phục được hay sao? Hả? Cái gì? Dana là người hỏi bác sĩ hả? Hiểu rồi. Vậy đi nha, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ sau. Tạm biệt. Chào anh. Chào. Bữa tối xong rồi. Anh không thấy đói. Nghe đây, kêu hai đứa nó xuống ăn tối. Và kêu chúng ăn trước đi, đừng có chờ chúng tôi. Manny và anh đã ăn tối rồi, cùng với tập đoàn Leon Andaligo. Nếu em nhớ không lầm,
Từ trước tới nay anh rất thích ăn cơm với gia đình. Bây giờ anh lại hiếm khi ăn chung. Cho dù có ăn đi nữa thì anh cũng ăn cho nhanh rồi rời khỏi bàn, không nói một tiếng nào. Lucy à, hôm nay anh mệt quá. Lúc nào anh cũng mệt. Em biết anh muốn tránh mặt David, nhưng khi anh tránh mặt nó cũng đồng nghĩa là anh cũng đã thờ ơ với lại Dana rồi. Chính David và đứa con quan của anh mới là những kẻ có lỗi. Dana vô tội, được chứ? Anh biết, anh hiểu, và không cần em lúc nào cũng liên tục nhắc nhở anh vậy. Đây là thứ chúng ta luôn cầu nguyện. Anh phải vui vẻ khi con mình tỉnh lại. Nhưng làm sao anh có thể làm bộ vui vẻ trước mặt thằng đó, thể hiện tình cảm với nó? Chỉ cần nhìn thấy thôi là anh thấy mắt ói rồi. Vậy là lỗi tại em sao? Là lựa chọn của anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Khách sáo làm cái gì chứ? Thật ra tôi mang hai dòng máu Singapore và Philippines. Ba tôi là người Philippines. Thì ra là như vậy. Thì ra chúng ta là đồng hương với nhau. Nếu như vậy thì tôi có thể giao tiếp dễ dàng hơn rồi. Wow, không ngờ ý chí của cô mạnh mẽ thật đó. Dù hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà cô có năng lượng rất là dồi dào. Dù sao thì cô có định nói với mẹ của mình chuyện bác sĩ vừa nói với cô không? Tất nhiên rồi, nhưng giờ chưa phải là lúc. Tôi không muốn khiến bà ấy lo lắng thêm nữa đâu. Cô vẫn làm việc được chứ? Đương nhiên là có. Nếu như lời bác sĩ nói là đúng thì tôi càng phải làm việc để có thể kiếm thật nhiều tiền. Nhưng mà tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm lỡ chuyến đi của chúng ta đến nhà máy nội thất theo kế hoạch. Đừng bận tâm về chuyện đó. Cô có thể về nói sang sáng ngày mai, nếu cô đủ khỏe để mà làm việc. Tôi đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ngủ ngon. Được rồi, chúc cô ngủ ngon. Gia, có chuyện gì hả con? Con nói với mẹ hôm nay chúng ta sẽ xuất phát mà. Nhưng khi mẹ gọi tới văn phòng của con thì họ nói là con đã nhập viện rồi. Sáng nay con bị chóng mặt một chút, cho nên anh Richie mới cấp tốc đưa con vào bệnh viện. Không những vậy, anh ấy còn cho con làm một đống xét nghiệm cho yên tâm luôn. Vậy bây giờ sao hả con? Vẫn đi chứ? Con cũng vẫn muốn chuyển đến một chỗ làm việc khác hay sao? Con có chắc là đảm đương nổi không vậy? Hoàn toàn có thể mà mẹ. Con tin là con sẽ đảm đương nổi thôi. Kết quả xét nghiệm sẽ có vào tuần sau, nhưng mà ngày mai chúng ta vẫn phải xuất phát thôi. Và con cũng sẽ nhận luôn kết quả siêu âm. Siêu âm sao? Con bị gì mà siêu âm? Bác sĩ nói với con là họ phát hiện ra Có một khối u ở trong ngực của con. Sao chứ? Chuyện xảy ra từ lúc nào? Vậy từ trước tới giờ con có thấy bị mệt hay là bất thường gì không? Hả? Cha, con có chuyện cần phải nói với cha. Con đã nói chuyện với bác sĩ. Dana đã bình phục rất tốt. Cô ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường và quay trở lại làm việc. Vậy thì cậu có thể về lại Singapore rồi. Tốt hơn là ngay ngày mai. Về đó càng sớm càng tốt. Và dĩ nhiên sẽ không ai cản cậu lại đâu. Nhà này thiếu đi người như cậu cũng không sao hết. David, 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 thì ra anh ở đây sao? David, anh đây. David nó sẽ sớm trở về Singapore. Như vậy cũng được. Con sẽ đi cùng với anh ấy. Con đã khỏe lắm rồi cha.
Và con cũng rất nhớ Singapore. Nhưng mà em còn phải làm kiểm tra sức khỏe mà. Sao? Kiểm tra xong hết thì đi được rồi. Mà sao em thấy anh có vẻ rất nôn nóng quay lại Singapore vậy hả? Đâu có. Mà giờ em buồn ngủ lắm rồi. Chúc cha ngủ ngon. Đi, mình đi ngủ thôi. Ừ. Về phòng. Chia, em chờ anh một lát. Anh đã nói là anh sẵn sàng chiến đấu vì em rồi mà. Anh có tỉnh táo hay không vậy? Vậy còn em thì sao? Anh nghĩ em sẽ thành cái gì đây? Em sinh ra đã là con vợ lẽ rồi. Em không muốn chết với thân phận vợ lẽ đâu. Để viết đà, anh đi lo cho chị Dana đi. Chị ấy mới là vợ chính thức của anh. Chia, đừng như vậy mà. Anh yêu em nhiều lắm Chia. Alo. Alo, ai vậy? Ai vậy anh yêu? Giờ này mà ai còn gọi nữa? Anh không biết nữa, không có ai lên tiếng hết. Thôi được rồi, mau tắt máy ngủ đi. Anh yêu, ngủ được đi. Rồi. Gia, sao con khóc vậy? Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi chuyện gì chứ? Không phải khi nãy con đã nói với mẹ kết quả là con... Con có thai rồi. Có thai? Với David à? Nhưng làm sao mà... Ở Vigan, khi anh ấy bám theo con, con thật sự không cố ý đâu mẹ. Cái gì? Tụi con uống say phải không? Nó quyến rũ con đúng không? Sao vậy Tria? Là do con tự nguyện sao? Trước đây mẹ đã nói với con rồi mà. Mẹ đã nói David là đứa đã có gia đình. Tại sao con cứ sai lầm mà đâm đầu vào thằng David vậy? Mẹ đã dặn tới dặn lui bao nhiêu lần là đừng có dính vào thằng David mà. Con bị làm sao vậy? Con có biết chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào không? Đứa bé này sẽ trói buộc con và David suốt cả đời đó. Con tính sao đây? Anh ấy không cần biết đâu mẹ. Đứa bé này là con của con. Con sẽ giữ kín vì con không muốn làm tổn thương bất kỳ ai hết. Con sẽ chịu một mình mà. Con tưởng là chuyện làm mẹ dễ tới vậy sao? Hả? Chị con của con, con chắc chắn sẽ làm được. Mẹ, mẹ ơi. Gia, mẹ à, Palau Udin, mọi Singapore. Chuyện rồi sẽ ổn thôi mà mẹ. Hả? Mẹ à, bác sĩ nói là cũng chưa chắc về kết quả đó, cho nên mẹ cũng đừng có quá lo lắng. Được chứ?
Mẹ hãy vui vẻ lên đi. Mình đi thôi. Cậu chắc chắn chứ? Mình có thể hỏi phòng nhân sự và sếp của mình xem có chỗ nào cho cậu hay không. Được rồi, cảm ơn cậu. Mình đã gửi email cho họ rồi. Hy vọng là mọi chuyện thuận lợi. À, khoan đã. Cha mẹ của Dana có biết cậu sắp về Singapore không vậy? Mình đã nói với cha Adam rồi. Ông ấy kêu mình nên tự nói chuyện này với Dana. Sao cậu không nói cho cô ấy biết là chính họ muốn đá cậu đi sau khi cô ấy hồi phục chứ? Dana sẽ hỏi thêm nhiều lắm. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dù sao thì mình cũng muốn tránh xa họ. Tiếp tục sẽ càng ngột ngạt hơn thôi. Mà nè, sao không thử cứu vãn hôn nhân của mình đi chứ? Kêu Dana chuyển đến Singapore để sống chung với cậu trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Làm lại từ đầu đâu có dễ. Có khi do mình thấy tội lỗi, hoặc là do mình chưa hoàn toàn thành thật với cô ấy thôi. Cậu dám nói thật hay không? Tất nhiên là mình sẽ dám rồi. Chẳng qua là mình lo cô ấy sẽ chịu đả kích mà thôi. Cậu chắc đó là lý do hay không đó? Hay là vì Gia vậy? Gia vốn không liên quan gì ở đây. Cô ấy đã lựa chọn và đã quyết định cho cả hai chúng tôi. Đã kết thúc rồi. Dù là bây giờ hay là sau này. Em yêu, cà phê và đồ ăn của em đi. Nè, thử một miếng đi. Trong khi anh đi phá. Dana, Dana em đang làm cái gì vậy? Sao anh phải ra ngoài mua cà phê trong khi nhà mình có sẵn như vậy chứ? Nhưng mà em cũng đâu cần phải tức giận. Nhưng mà em rất tức giận. Tại sao anh lại không ở bên em khi em thức dậy chứ? Anh chỉ mới đi có 40 phút thôi mà em. 40 phút chỉ thôi? Chỉ có 40 phút mà thôi. Là đủ để rất nhiều thứ trên đời này xảy ra rồi. Lại nhớ cô ta rồi chứ gì? Nên anh dậy sớm, anh ra ngoài để được gặp Dana, cô ta. Em có biết là em đang nói cái gì hay không anh vậy? Anh thừa hiểu là em đang nói cái gì mà, David. Anh đừng có chối nữa, em cảm nhận được. Anh đã có người khác. Làm sao mà anh có người khác được cái chứ? Trong khi anh ở cạnh em 24/7. Anh đang lên giọng với em đó hả? Anh đang cảm thấy bị trói buộc sao? Anh có biết chuyện gì không? Rõ ràng là anh đang rất muốn ở với một ai khác tại một nơi nào đó. Em có biết không Dana, chuyện này nói ra còn quá sớm. Anh nghĩ là em nên ăn sáng trước. Không, em không muốn ăn gì hết. Em muốn chính anh nói rõ ràng cho em biết rốt cuộc là anh có người khác hay không. Anh có đó được chưa? Có rất nhiều, ở đâu cũng có hết. Em vừa lòng chưa hả? David. Dana. Dana. Em làm sao vậy? Dana. Bệnh viện hả? Có chuyện gì với Dana sao? Mẹ, hôm nay đáng lẽ vợ con sẽ tới gặp bác sĩ, nhưng mà sáng nay cô ấy tự dưng lại cảm thấy vô cùng đau bụng. Hiện tại thì bác sĩ đang kiểm tra thêm cho cô ấy. Dana có nghỉ ngơi đầy đủ không? Có bị căng thẳng gì không con? Dạ cũng có. Mẹ à, thật ra sáng nay tụi con đã gặp một chút vấn đề. Cơn tức giận của cô ấy ngày càng bộc phát. Dana nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. David, nó cần con bây giờ hơn bao giờ hết. Đừng bỏ rơi nó nha con. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Con gái của tôi bây giờ sao rồi? Cậu đã làm cái gì với Dana? Singapore. Nè mọi người, lại đây. Nè John, John. Dạ chào sếp. Đây là cô Chia Wong, quản lý vận hành của mọi người. Chào cô. Chào Chia. Anh, tôi là Chia. Con Khai, mẹ của Chia. Chào anh. Xin chào cô. Còn đây là các thành viên ở trong nhóm. Bọn họ là nhóm bên phụ trách sofa của chúng ta. Xin chào. Xin chào. Còn đây chính là Lay, từ bộ phận sofa. Xin chào, tôi là Gian. Xin chào. Chào. Tôi là bác sĩ Rabong. Xin chào, chào bà. Tôi làm việc cho bác sĩ Morales. Rất tiếc bác sĩ Morales không thể có mặt hôm nay. Đây chính là kết quả kiểm tra. Cô Dana đã phải chịu rất nhiều căng thẳng. Chính vì vậy mà huyết áp cô ấy tăng cao, đồng thời số lượng bạch huyết cầu lại gia tăng. Vậy nên gia đình hay để cho cô ấy nghỉ ngơi hoàn toàn và đầy đủ. Tôi biết là mọi người không muốn bệnh của cô ấy tái phát mà, đúng không? Cho nên tôi cũng đã chuyển kết quả xét nghiệm của cô Dana cho bác sĩ Evalia, bác sĩ phụ trách khoa sản. Cái này chưa đúng. Nó chỉ được cao đúng một phân mà thôi. Nếu không sẽ không gắn dừa đâu.
Dạ tôi hiểu. Đây là bản thiết kế và phần này quy định nó cũng chỉ được cao đúng một phân mà thôi. Có được không? Tôi sẽ để nó lại cho anh, để cho anh dễ tham khảo nha. Cảm ơn cô. Kết quả xét nghiệm ở đây đã chỉ ra rằng cô đang có vấn đề với cơ quan sinh sản, thưa cô Trao. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm để có thể chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn về điều gì? Tôi sắp chết hả? Có phải không? Không, không có. Anh phải tuân theo kích thước của cái chấm này và đừng có lãng phí được chứ. Dạ tôi hiểu rồi. Chúng ta cần phải tiết kiệm nhiều, và nếu như có thắc mắc gì thì anh cứ việc hỏi tôi nha. Dạ được. Đúng là hiếm có ai chăm chỉ giống như cô Shia đó sếp. Cô ấy dường như giám sát hết tất cả. Nếu cô ấy có đếm đinh ở đây tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Đúng là hiếm mà. Nhưng mà tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, vì cô ấy là con gái của Adam Quân. Adam Quân à? Phải, nhà tài phiệt bất động sản Philippines, một tỷ phú tự thân, người đầy cảm hứng. Vậy trong tương lai cô ấy cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Cô ấy thật sự rất có năng khiếu đó. Cô ấy rất là giỏi về kinh doanh. Rất may mắn vì có cô ấy đó. Được rồi, tôi cũng sẽ để cái này lại đây luôn. Dạ. Chia, cô ấy bị sao vậy? Okay. Chia, cô không sao chứ? Nè, có sao không vậy? Cô ổn chứ? Cô có sao không vậy? Có sao không? Không sao chứ. Dana, em ổn không? Anh không thấy đó là câu hỏi ngu ngốc sao? Em vừa được báo là sau này em sẽ không thể có con được nữa, mà anh còn hỏi em có sao không? Anh nhìn em ổn lắm hả? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn an ủi em nếu mà thôi. Nếu như anh thật sự muốn an ủi em thì im miệng lại giùm đi. Anh không được tích sự gì hết. Nếu như mà anh muốn nói chuyện với em thì hãy làm gì có ích trước đi. Còn không thì anh hãy im lặng và đừng nói thêm gì nữa hết. David, David. Em biết gì không, lời em vừa nói rất là chính xác. Anh cảm thấy mình rất là bất tài. Vốn dĩ tất cả những chuyện này không ai muốn nó xảy ra hết. Tại sao em lại cứ đổ lỗi như vậy chứ? Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng không phải là một mình em tổn thương. Dana, nếu như em cảm thấy chướng mắt, vậy thì bây giờ anh sẽ dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Đừng mà David, em không cho phép. Không, David, David. Không, David. Tôi xin lỗi, thật ngại quá. Chút nữa chúng tôi sẽ đền bù. Cứ gì gửi hóa đơn cho chúng tôi đi. David, đi thôi anh, chúng ta đi thôi. Đi đi, em cho anh đi chờ mà. Chờ một chút đi. Anh sẽ ở đây tới khi chuyện này được giải quyết. Anh biết không, em rất là buồn. Chắc là Dana nó đã cảm thấy đau đớn. Bây giờ cũng có nhiều cách để giúp cho phụ nữ mang thai mà. Khoa học bây giờ không phải phát triển lắm sao? Biết là vậy, nhưng sao anh có vẻ không lo lắng gì hết? Em nghĩ sao nếu như cháu ngoại của anh, con của Dana và thằng đó chứ? Dù sao thì chỉ cần Dana ở bên cạnh chúng ta là đủ. Thì cho dù có cháu hay không với anh mà nói cũng không quan trọng gì. David, anh nghe em nói đi. Nhà mình rất rộng rãi, hơn nữa đều có đủ mọi thứ ở đây. Tại sao anh lại muốn dọn đi? Dana, anh cần một chỗ riêng tư. Anh muốn cho đầu óc của anh được yên tĩnh. Đêm qua anh đã nói cho cha biết hết rồi. Rồi sao chứ? Cha cho sao? Anh chỉ thông báo thôi Dana, không cần được cho phép. Và em cũng không cần dọn đi cùng với anh đâu, vì ở đây em thoải mái hơn nhiều. Nghe anh nói giống như sắp chia tay vậy. Anh có thấy anh ích kỷ quá không David? Anh ích kỷ sao? Dana, anh chỉ đang cố giữ lại một chút tự tôn của bản thân. Chị anh mà thôi. Anh chán em rồi hay sao David? Anh chán lắm rồi chứ gì? Dana, kể từ khi hai chúng ta làm đám cưới với nhau, anh đã không còn kiểm soát được cuộc sống của mình. Anh xin lỗi em Dana, nhưng mà anh không đổ lỗi cho em. Anh lấy danh dự ra thề. Nhưng mà em đừng bao giờ trách anh ích kỷ hết. Bởi vì từ khi anh cưới em thì cuộc sống của anh suốt ngày chỉ xoay quanh cuộc sống của em mà thôi. Điều đó có gì sai? Bởi vì anh là chồng em. Dạ em cũng là vợ của anh mà. Tình cảm vợ chồng, sự chung thủy và sự gắn bó phải đến từ hai phía. Nhưng mà Dana, em có bao giờ hỏi anh muốn tiếp tục làm kỹ sư hay thay đổi công việc?
hỏi anh có nhớ cuộc sống trước kia, cuộc sống bình yên trước khi mà em đến. Và còn cuộc sống bình yên ở Singapore của anh và em, em thử nghĩ đi, em thử nghĩ mà xem. Một thằng đàn ông 30 tuổi đầu mà phải buộc mình cắm rễ ở đây. Từ thức ăn mà anh ăn cho tới căn nhà mà anh ngủ, mọi thứ mà anh có được, tất cả đều là của em. David, em không hề nghĩ anh đang bám đâu. Anh không có ý này. Vậy ý của anh là ý gì hả? Ý của anh chính là anh vẫn rất là khỏe mạnh, và anh vẫn có thể làm bất cứ những gì mà anh muốn. Anh đang nói chuyện rất là nghiêm túc đó. Bằng mọi giá anh phải tìm lại chút tự trọng cho riêng mình. Mục đích là để đi tìm nhân tình của anh, rồi chung sống với cô ta, bỏ rơi tôi hay không? Không thể tin được. Em quá là vô lý. Được rồi, anh sẽ dọn đi ngay bây giờ. Khi tôi tìm ra được con đàn bà đó thì anh sẽ dọn đồ của anh. Dana, con sống lại không phải để đi tù vì phạm pháp đâu con gái à. Đừng có mà dạ dột. Nếu David muốn đi thì cứ để cho nó đi đi. Còn con ở lại đây. Không, con sẽ đi cùng anh ấy. Dana, Dana. Bình tĩnh, kệ tụi nó. Ngày mai em sẽ kêu cô giúp việc, đem hết đồ của em từ nhà qua đây. Rẻ tiền. Em nghĩ cái nhà tắm chỗ mình còn lớn hơn cái phòng này nữa đó. Chỗ này có thiệt là cho hai người ở không vậy? Nhìn nó có khác gì cái chuồng chó đâu. David, anh muốn tiết kiệm tiền hả? Anh biết không, nếu anh muốn chúng ta ở cùng với nhau thì em có vài căn hộ ở BGC. Anh biết mấy căn nhà phố ở Makati mà, tiện nghi hơn chỗ này nhiều. Anh không hề ép em đi cùng với anh mà Dana. Anh đã thuê chỗ này rồi, và anh sẽ sống ở đây cho dù em thích hay là không thích. Sắp hết hơi tới nơi rồi đó. Thôi mà, em muốn về nhà. Chỗ này nhỏ quá. Em muốn về nhà. Em không chịu nổi nữa rồi. Trời biết. Mẹ, kêu tài xế tới đón con đi. Sao cô làm như vậy? Mày không biết tao là ai hả? Mẹ, tao là Dana Wong, là vợ hợp pháp của David Chow này. Dana, rốt cuộc là có chuyện gì? Con khốn này. Nè, vợ lại. Của anh đã tấn công tôi vô cớ. Tôi vốn đâu có biết anh chuyển tới ngày hôm nay. Tôi còn tưởng là ngày mai anh mới tới nữa. Còn định gửi cho anh hợp đồng thuê cái nhà này, có đầy đủ chữ ký và công chứng hẳn hoi. Dẹp đi. Tôi đề nghị anh, sáng ngày mai anh phải cuốn gói ra khỏi nhà của tôi ngay. Và tôi sẽ đi kiện cô Dana Wong Chow.
cứ kiện tao đi. Nè, tao sợ mày sao? Lui đi. Gì chứ? Anh nghĩ là em sợ con mụ đó sao? Anh đừng có mơ nữa. Luật sư của công ty chúng ta là nhất. Nếu muốn thì em mua hết cái chuồng chó này cũng được. Em vừa vừa phải phải thôi. Em báo đi về nhà đi. Con người đang muốn kiện con kìa mẹ. Mẹ nhờ luật sư giỏi nhất của mẹ đại diện cho con được chứ? Ai vậy? Là con vô tình nhầm con mụ kia với nhân tình của anh David. Cho nên tụi con đã đánh nhau, dẫn tới mọi chuyện dần bị mất kiểm soát. Và mẹ biết rồi đó, con không giữ được bình tĩnh. Cho nên con... Gì chứ? Con không cầu sinh con được nữa. David sẽ bỏ rơi con mất. Con không biết phải làm gì nữa. Sẽ không có chuyện đó. Chắc chắn có. Cho dù có thì đã sao hả con? Rồi con sẽ tìm được người khác tốt hơn nó. Con còn trẻ mà. Không, anh ấy là của con. Của riêng một mình con. Phu nhân, thật ngại quá. Sao? Luật sư bên pháp chế phu nhân mời đã tới rồi. Tôi biết rồi. Dạ, xin mời. Xin chào luật sư. Mời luật sư ngồi. Dạ, cảm ơn. Tôi đã trao đổi với cô qua điện thoại về chuyện đã xảy ra. Cô có tìm được người phụ nữ đã đánh nhau với Dana chưa? Rồi, thưa bà Quân. Cô ta tên Vina Ocampo. Cô ta chính là chủ sở hữu căn hộ mà David và Dana Chao đã thuê. Tôi đã gọi cho cô ấy và cũng đã nói chuyện. Và cô ấy đã đi giám định sức khỏe. Hôm nay cô ấy gửi đơn khiếu nại tới cảnh sát. Cảnh sát đã tiếp nhận hồ sơ. Theo như tôi được biết thì luật sư đã được thuê. Và cô ấy cũng đã quyết tâm kiện cô Quân tới cùng. Sao nữa? Tôi đề nghị hòa giải nhưng mà cô ấy từ chối. Nhưng dựa theo những lời cô ấy nói, tôi có thể chắc chắn là cô ấy sẽ chấp nhận hòa giải nếu như trả thêm tiền. Nên tôi đề nghị bồi thường cao hơn một chút. Dạ rồi. Cô ta đã đồng ý rút đơn rồi. Tôi cũng đã bắt cô ấy ký giấy cam kết sẽ không nộp thêm đơn khiếu nại nào hết để đổi lấy khoản bồi thường mà chúng ta trả. Mọi chuyện đều đã êm xuôi hết. Không có gì đáng ngại nữa đâu, thưa phu nhân. Nếu được như vậy thì quá tốt. Vì tôi hoàn toàn không muốn bất cứ ai có thể hủy hoại hình ảnh và danh tiếng của con gái tôi hết. Xin cảm ơn luật sư. Không có gì đâu. Cảm ơn cô. Chào anh. Buổi chiều tốt lành, thưa chủ tịch. Xin chờ cô luật sư Gumbo. Cảm ơn. Được. Mỗi lần anh thấy có luật sư trong văn phòng em là anh lại lo lắng. Không có gì chứ. Giờ thì con phải thuê chỗ khác thôi mẹ. Không phải con nói là con định quay về Singapore sao? Kế hoạch của con bị hoãn lại rồi. Con không thể bỏ Dana một mình ở đây. Ngày hôm qua bác sĩ đã báo vợ con không thể mang thai được nữa mẹ. Trời, mẹ thật sự rất tiếc David à. Chính vì điều đó mà phụ nữ họ đều cảm thấy bất an và lo lắng. Ai ở trong cuộc chắc chắn sẽ hiểu. Con phải giúp làm sao đây hả mẹ? Điều cần phải làm là con phải đảm bảo với vợ con rằng con sẽ không bỏ rơi, cho dù nó không thể mang thai được nữa. Con có làm được không David? Thật ra mẹ nghĩ bây giờ ở trong tim con vẫn còn chút tình cảm với vợ con David à. Con đi tìm nó đi. Nếu tìm thấy hãy chăm sóc nó thật tốt. David, mạng sống thứ hai của Dana cũng là số phận của con đó. Khó khăn lắm thì Dana nó mới sống lại được. Nên nhớ, vợ con không sống lại chỉ để con yêu người khác đâu. Suy nghĩ lại đi con. Dù cha mẹ Dana giờ không có ưa con, con vẫn nên chiến đấu vì người phụ nữ mà con đã chọn. Nhưng mà nếu chính Dana lựa chọn bỏ con mà đi, thì chỉ khi đó con mới được từ bỏ nó. Con không phải là một thằng bỏ đi David. Con đã phạm sai lầm, nhưng con vẫn là một người tốt. Hãy nhớ kỹ lời của mẹ. Và đó chính là chuyện của Dana đúng không? Anh đều biết mọi chuyện trong công ty của mình. Cho dù em có che giấu cho Dana cũng không có ích gì đâu. Em biết công việc của anh rất bận rộn, nên em muốn tự mình giải quyết. Em không muốn làm phiền tới anh. Cũng đúng, nhất là khi liên quan tới David và Dana. Nhưng mà đừng bỏ rơi anh, được chứ? Cũng tốt thôi. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, êm xuôi hết rồi. Đã không còn ai kiện Dana nữa. Được, rất tốt.
Anh mong Dana sẽ hiểu rằng những chuyện này không nên xảy ra thêm lần nào nữa. Dạ. Vào đi. Chào hai vị. Lại bày trò gì nữa đây? Em có gọi đồ ăn trưa đâu. Phải, anh biết. Lúc nãy anh có cuộc hẹn ở Binondo và anh tình cờ đi ngang qua quán mì mà em thích ăn nhất, nên cố tình gọi tới. Quán mì Sun Palace. Đúng vậy. Cha. Ôi, chính là nó. Thấy hạnh phúc quá. Quan đã, có phải em đang tìm kiếm thứ này có đúng không? Phải. Anh phải dòng lại về Binondo vì phục vụ quên cho mấy cái này vào đó. Anh biết anh là em sẽ không ăn nếu như không có bột ớt phải mà. Đúng vậy, anh đúng là tinh tế. Lần này lại là cái gì nữa đây anh? Có gì đâu, anh đâu có làm sai. Tốt nhất là như vậy. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh vì bữa trưa bất ngờ ngày hôm nay. Singapore. Mẹ, bình tĩnh đi mà. Con à, làm sao mẹ có thể bình tĩnh được? Thật sự là mẹ không thể nào hiểu nổi tại sao con có thể bình tĩnh tới như vậy đó. Là bởi vì con không muốn quá lo lắng mà hại thân thôi. Mẹ bình tĩnh ngồi xuống đi mà mẹ. Mẹ làm con bất an quá rồi đó. Dana đã mất đi khả năng làm mẹ và tình hình con bé ngày càng tệ hơn. Nếu như không nhờ luật sư của công ty thì Dana chắc chắn không thoát khỏi kiện tụng với người ta vì gây thương tích nhầm người. Vốn không có chuyện nhầm người hay là đúng người đâu. Còn về chuyện gây thương tích cho người khác thì chuyện đó dĩ nhiên không bao giờ là chuyện đúng hết. Giờ thì con bé lúc nào nó cũng cảm thấy khó chịu trong người. Con nghĩ chắc là do lời nguyền tác động đến nó. Con sợ lắm. Chuyện Dana không thể sinh con thật ra không phải chuyện xấu gì. Ngược lại ta cảm thấy đó là một điều lành, chứng tỏ lời nguyền hết linh ứng. Con thấy không? Lời nguyền này đã cướp đi mạng sống của nhiều người trong nhà con. Giờ thì Dana nó không thể mất thêm người nào nữa. Bởi vì nỗi đau mất đi con cái đã chấm dứt rồi. Nhưng không có nghĩa là lời nguyền hoàn toàn tan biến đi. Trước đó nó đã cướp đi nhiều sinh mạng và rồi nó chắc chắn sẽ còn cướp thêm nhiều nữa. Các xét nghiệm đã có kết quả rồi. Về tim, về phổi, thận và gan, và còn não bộ, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng ở đây chúng ta có một vấn đề là cô đang bị ung thư vú ở giai đoạn 2. Và theo như chẩn đoán, nó rất có khả năng sẽ tiến triển nhanh chóng sang giai đoạn tiếp theo. Tôi thực sự rất tiếc. Tuy nhiên, chúng ta có thể bàn về cách điều trị, nhưng tất cả đều rất nguy hiểm. Tôi sẽ không điều trị đâu. Đừng điều trị gì cho tôi hết. Cảm ơn. Nó sẽ cướp thêm nữa. Cướp ai? Chỉ có đấng tối cao mới biết được thôi. Họ thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi mẹ à. Con cứ nghĩ là đã chịu đựng đủ rồi chứ. Và ta nghĩ nó nhất định sẽ còn tiếp tục linh ứng thêm ở nhiều thế hệ nữa. Cho tới khi chúng ta tìm ra được cách để có thể hóa giải được lời nguyền đó. Mẹ đang dự định sẽ đi một chuyến hành hương trong vài tháng. Chúng ta sẽ tìm sự giúp đỡ và câu trả lời
cho chuyện của con. Đừng từ bỏ hy vọng. Singapore. Con nghĩ là đành phải vậy thôi. Những đau khổ này, nó chính là một sự trừng phạt mà con phải nhận. Mẹ đúng là không hiểu nổi con. Mẹ nhớ con từng rất hào hứng tìm kiếm nghiệp báo của mình. Sao bây giờ con lại... Đây là điều mà con xứng đáng phải chịu. Giờ con còn có thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận đó đây mẹ? Mẹ là một người rất mạnh mẽ. Mẹ có thể chịu đựng bất kỳ thử thách nào. Nhưng mà con đang đẩy mẹ đi quá giới hạn chịu đựng rồi đó. Không lẽ là con có thù với mẹ hả? Mẹ thà nhảy lầu chết cho rồi còn hơn phải chịu đựng như vậy. Mẹ, mẹ ơi đừng nói như vậy mà mẹ. Người duy nhất cho con sức mạnh không phải chính là mẹ hay sao? Mẹ đừng bỏ rơi con. Mẹ không được bỏ rơi con đâu đó. Sẽ không đợi nào. Không đợi nào mẹ bỏ rơi con. Mở cánh cửa đó sẽ khiến lời nguyền tràn vào cuộc sống của mấy đứa. Lời nguyền, lời nguyền, lời nguyền đó, lời nguyền. Lucy, không có lời nguyền nào hết. Con định đi sao? Đúng là thứ không ra gì. Ba ơi, còn sống trong cái nhà này thì sẽ như công chúa. Ba đã cho con tất cả những gì con thích mà giờ con lại chọn dứt bỏ gia đình chỉ vì cái thằng ranh con này. Ba ơi, ba ơi, con xin lỗi. Xin ba hãy tha thứ cho con. Bởi vì con yêu anh Adam. Rồi từ từ ba sẽ hiểu cho con. Không bao giờ. Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước, vậy thì từ hôm nay đừng bao giờ quay trở lại đây. Mày hãy tự chọn đi. Đây. Bác, con hứa sẽ cho con gái bác một cuộc sống hạnh phúc. Thằng khốn kiếp, biến đi cho tao. Tao hỏi lần cuối, mày đi hay ở? Ba ơi, con rất yêu ba. Con yêu gia đình của mình. Mà con không thể nào sống thiếu anh Adam được đâu ba. Con yêu ảnh. Thật ngu xuẩn. Một con đàn bà ngu xuẩn. Con xin lỗi. Con xin lỗi ba. Đúng là nhục nhã. Ngày nào đó mày sẽ phải về đây quỳ gối và xin lỗi tao. Hôm nay tao nguyện rủa mày bằng tất cả sức lực của tao có. Nguyện rủa, nguyện rủa. Cuộc sống mày sẽ đau khổ cho đến khi mày học được bài học mày nên học. Ba, nguyện, ba, nguyện rủa. Ba, có ai không? Nguyện rủa. Ba, nguyện rủa mày. Con xin lỗi ba. Con xin lỗi. Gia đình của con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Con xin ba đó.
Nè Harry, chúng ta sắp tới chưa? Khoảng 10 phút nữa mới tới chị ạ. Như vậy có thể sẽ không kịp đâu. Em đang cố gắng với chị. Cậu lái chút nữa đi. Đây nè, anh không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Là một bé trai có cân nặng tới 5,6 kg lận, nhưng mà phổi của nó thì rất yếu. Em thật sự muốn có con không? Chúng ta sẽ tìm cách khác. Anh có từng yêu ai khi mà em đang hôn mê không? Biết ngay mà, là con của David. Tại sao tôi lại phải đi cứu đứa bé đó chứ? Nó không phải là kết tinh sau mối tình vụng trộm của Chia và David sao? Đón xem bộ phim Định Mệnh Nghiệt Ngã được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh YouTube Điền Quân Phim.